Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 15 tháng 9, thời tiết phía Đông Bắc Bộ buổi sáng mưa rào, riêng khu vực đồng bằng và trung du mưa vừa đến mưa to, một vài nơi mưa rất to và dông. Từ chiều nay mưa giảm dần. Phía Tây Bắc Bộ mưa rải rác, Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm mưa rào. Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào, ngày nắng. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cụ thể, dự báo thời tiết tại các khu vực. Phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 15 tháng 9, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tối và đêm mai, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trong khoảng 24 đến 25 độ, tăng nhẹ 1 độ so với đêm hôm trước. Khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày mai sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế được dự báo sẽ có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông ở phía Bắc. Thanh Hóa, Quảng Bình, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 28 đến 31 độ, phía Nam 31 đến 34 độ. Dự báo đêm nay và ngày mai tại Nam Trung Bộ sẽ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, dự báo thời tiết ngày mai sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ khác theo dự báo sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Trời mưa to, đường trơn luôn khiến các tài xế khó khăn trong việc quan sát và phán đoán tình huống. Hơn nữa, lái xe dưới trời mưa lớn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn tới sự cố cho xe như ngập nước, chết máy. Để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, tài xế cần chú ý nhiều vấn đề sau khi lái xe dưới trời mưa lớn. Mưa mù sẽ làm giảm tầm nhìn của người lái xe, vì vậy hãy luôn bật đèn chiếu sáng khi trời mưa. Hệ thống đèn chiếu sáng bật lên thì đồng thời đèn cảnh báo phía sau cũng sẽ hoạt động. Ánh sáng của đèn xe phía sau làm tăng phạm vi quan sát của người điều khiển phía sau, giúp tránh tai nạn đáng tiếc do hạn chế tầm nhìn. Khi trời mưa, đường trơn, hệ thống phanh ô tô sẽ kém hiệu quả. Tài xế cần chạy chậm hơn bình thường để kịp thời xử lý các tình huống trên đường như tránh nắp cống, nắp hố ga. Theo các chuyên gia, tài xế đi dưới trời mưa nên chạy với tốc độ thấp hơn tối thiểu từ 5 đến 10 km/h so với bình thường. Với đoạn đường chạy tốc độ 60 km/h thì khi trời mưa to, tài xế chỉ nên lái xe khoảng 50 km/h. Khi lái xe dưới trời mưa, tài xế nên chủ động giảm tốc độ và đạp phanh sớm trong những tình huống cần thiết. Lý do là đường trơn sẽ khiến quãng đường phanh dài hơn. Ngoài ra, phanh gấp dưới trời mưa có thể khiến lốp bị trượt, dẫn đến xe mất lái, đồng thời có thể khiến người đi sau không kịp xử lý. Khi chạy dưới trời mưa, nhiều ô tô bị một xe khác tạt nước lên kính, khiến lái xe mù tạm thời. Vì vậy, khi di chuyển trên các tuyến đường, nhất là đường cao tốc dưới trời mưa, cần hạn chế tối đa việc đi song song với một xe khác.
chỉ vượt và cho vượt ở những nơi thoáng đãng, ít vũng nước để tránh bị tạt hoặc tạt nước cho xe khác. Di chuyển quá gần xe phía trước là một trong những sai lầm gây nguy hiểm khi lái xe dưới trời mưa. Việc tăng khoảng cách an toàn với xe phía trước giúp tài xế có thời gian dừng lại hoặc điều chỉnh tốc độ do tầm nhìn kém. Lái xe dưới trời mưa quá to rất nguy hiểm bởi mưa dày hạt sẽ không đảm bảo tầm nhìn dù gạt mưa đã hoạt động hết công suất. Mưa to kết hợp với gió lớn còn dễ làm cho cây bên đường bị gãy đổ. Để đảm bảo an toàn, khi trời mưa quá to nên dừng lại chỗ an toàn để trú cho tình hình dịu bớt rồi đi tiếp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 10 tháng 10 có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, dông, lốc sét, mưa đá và có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Trong giai đoạn này, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, có nơi cao hơn. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cũng trong khoảng thời gian trên, dự báo tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ và cao hơn từ 10 đến 30%, có nơi cao hơn. Các nơi khác phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, từ ngày 11 tháng 9 đến 10 tháng 10 sẽ có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ. Giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển thuộc Biển Đông, từ đó ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của bà con ngư dân. Thời kỳ giữa tháng 9 năm 2023, nắng nóng ở miền Trung dự báo vẫn tiếp tục xuất hiện, mặc dù sẽ giảm về cường độ và phạm vi và có thể ảnh hưởng đến các hoạt động lao động ngoài trời cũng như nguy cơ cháy nổ. Về xu thế mưa, trong thời kỳ dự báo từ ngày 11 tháng 9 đến 10 tháng 10, trên cả nước có khả năng sẽ xuất hiện mưa lượng lớn nhưng ít có khả năng kéo dài. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!